Em chào các chị, em chào chị Lê Nguyễn, chào các chị. Hôm nay vào đúng 8 giờ luôn các chị nhá. Đúng chuẩn 8 giờ luôn. Giờ hoàng đạo luôn ạ. Vâng. Mã 571 ạ. Vâng, em chào chị Trường Lệ, 541 chốt cho chị Trường Lệ nhá. Vào cái là phải chốt luôn, nhanh quá cơ. Vâng. Vừa mới vào, chị dâu tây đúng không? Vừa vào rồi. Em chào chị Trang nhá. Các chị vào sau thì tương tác với em và cho em xin một chút chia sẻ lên trang cá nhân các chị nhá. Chỉ cần một lần thôi, không cần nhiều. Vâng. Ôi chấm bi xinh chưa các chị này? Quá đẹp luôn này. Tiết chấm bi nhá, đến cái cảm cũng rất là đẹp ạ. Màu xanh navy xem nhá chị nhá, màu xanh navy họa tiết chấm bi. Con này size M, size L mặc vừa cho em nhá, size M, L mặc vừa này. Bụng 80. Bụng 82 đổ xuống nhá chị nhá, bụng 82 đổ xuống ạ. Đẹp nhất là từ 75 đến 82 cho em nhá, size M, L, XL nhỏ cũng vừa nhá, chấm bi siêu đẹp luôn. Mã 575 nhá chị nhá, mã 575 này. 575 bụng 82 đổ xuống nhá chị nhá. Trời ơi, yên tâm, 5 cái là cái gì? Cứ phải làm một tủ thay đổi cả năm chị ạ. Thay đổi cả tuần, cả tháng luôn chứ. Mỗi ngày một cái. Năm 7 năm à? Năm 7 năm cho chị Thanh Huyền à. Em xin số điện thoại chị nhá. Tại đỡ quên. Đây nhá, màu đen đây nhá chị nhá, màu đen. Con này nó phối cái ống quần rất là lạ này. Màu đen size SM cho em nhá. Chất nó hơi co giãn này, chất hơi co giãn nhá. Bụng 75 đổ xuống nhá chị nhá. Chất co giãn bụng 75 đổ xuống ạ. Mã 576 nhá chị nhá. Mã 576 này. 576 size SM cho em nhá chị nhá. Mã 576. Đẹp quá, cái nào cũng siêu à, phẩm chị ạ. À. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều nhá. Cảm ơn số điện thoại của chị Thanh Huyền. Rêu đây nhá, chị nào vừa tìm đen rêu nhỉ? Chị Yến Nguyễn đúng không? 576 chốt luôn cho chị Yến Nguyễn. Nhanh thế. Yên Nguyễn chứ quên. Yên hay Yến nhỉ? Rêu nhá, con này size cạp phối chun nhá chị nhá. Mở đi. Mở. Mẫu em nặng 49 cân chị nhá. Em cao 1m55, nặng 49 cân nha các chị nha. Bình thường là mặc size S hoặc là size M bé thôi. Con này size M, size L mặc vừa cho em nha. S, M, L mặc vừa, cả phối chun nha chị nha. Bụng 80, bụng 78 đổ xuống nè. Bụng 78 đổ xuống mặc vừa, màu rêu rất là sang nhá. Mã 577 ạ, mã 577 nhá chị nhá. Cả phối chun, thoải mái luôn. Size M, size L là vừa nhất nhá. Mã 577 cho em ạ. Vâng, em đã sửa lại rồi nhá. Em làm cho nó nét lên rồi. Em chạy đi Trang Hoàng cho bà Đỗ Lý, bà Đỗ Lý lại thoát ra vào lại rồi. Em chạy đi Thủy Nguyễn nhá. Ý xê. Con đen này đẹp chưa? Sao là nhớ gần nhau rồi mất tiền đấy. Vâng. Con này size S, size M mặc vừa cho em nhá. Form này, form và chất cực đẹp luôn nhá chị nhá, cực đẹp luôn này. Size S, size M mặc vừa cho em nhá. Bụng 72 đổ xuống nhá chị nhá. Con này bụng 72 đổ xuống này. Size SM ạ. Màu đen nhá chị nhá. Màu đen form đơn giản mặc đi làm ok luôn. Mã 573 nhá chị nhá. Mã 573 size SM nhá. Chân hơi hơi co giãn một chút ạ. Hơi co giãn một chút mặc rất là dễ chịu luôn nhá các chị nhá. 573. Nào, tương tác đi các chị, tương tác với em một chút nhá. Tương tác đi. Tương tác thì cuối live sẽ có quà các chị nhá. Em chào chị Nguyễn Loan, Nguyễn Loan nhá. Ừ, bây giờ mới tới vào này. Cứ bị thích sàng đó rồi. Ê giời ơi. 573 chắc là chị ngờ ân ngân nhá. Đây em lên một loạt màu tối cho các chị dễ mặc đi chơi đi làm đều được nhá. Đây màu đen đi nhá các chị nhá. Màu đen free size này. Free size SML vừa hết cho em nhá. Con này bụng 80, bụng 85 đổ xuống cũng vừa này. SML, XL vừa hết nhá chị nhá. Màu đen đơn giản. Quá đẹp luôn ạ, à. Mặc thay váy luôn. Mã 579 nhá chị nhá. Mã 579 free size ạ. 579 free size. Năm 579 phờ di sai các chị nhá, phờ di sai. Nào. Nhưng mẫu hôm nay toàn siêu phẩm và số lượng là rất có hạn các chị nhá. 579 cho chị Thanh Huyền ạ. Số lượng cực kỳ có hạn thế nên là hãy chốt nhanh tay. Chị nhá, màu đen đơn giản này, con này size SM mặc vừa cho em nhá. Bụng 78 đổ xuống này, size SM cả phối chun nhá. Đây mặc đi làm rất là đẹp luôn. Size SM nhá chị nhá. Size L nhỏ cũng on trend được ạ. 78 đổ xuống, mã 578 ạ. Này không? Mã 578 nhá chị nhá, con này form anh vừa cất cái nào không bị rộng quá, mặc rất là dễ. Mã 578 ạ.
579 đây đi. Của chị ấy. Vâng, hôm nay chỉ có 170 các chị nhá. Em ghim giá tới kia rồi. Đọc cái comment ghim đi. Có 170 thôi. Rẻ hơn mọi ngày rất là nhiều rồi nhá. 578 chốt cho chị Hồng Phan ạ. Ui, con này đẹp chưa? Đây, con này điệu chưa? Ôi, chốt hôm nay toàn siêu phẩm nó mới sướng tay. Theo chị nhá, theo này. À, em này có vẻ như là size XML mà vừa cho em nhá. Cả cái này cho lộn vào trong rồi. Có mắt trái không? Lộn trong à? Chị bằng ngược. Chị bằng ngược hả? À? Cái đấy thì cho gần sau nữa. Ok. Cái đấy, chị bằng ngược quần. Thằng trước rồi đi. Chị không hiểu gì em nói à? Có nghĩa là cái khóa kia là đằng trước, chị phải cho cái đấy rất ra mình. Không phải, cái nó như này đúng rồi đấy. Đại loại là nó như này, cái này rất là đẹp luôn. Size XML mặc vừa cho em nha chị nha, XML mặc vừa này. Họa tiếp theo nha, con này họa tiếp theo này. Họa tiếp theo, mặt này đúng rồi nhìn nhá. Đẹp lắm. Quá đẹp luôn. Chốt lại một câu là rất là đẹp, size XML mặc vừa. Mã 580 nhá chị nhá, mã 580 màu đen nhá. Con này màu đen này, 580 ạ. Ôi, em chào chị Thu Phương. Vâng. Chẳng bon chen được, cứ chốt đi. Hên xui nó lại được thì sao? Em chào chị Thảo Tạ nhá. Em chào chị vẫy tay với chị vẫy tay cái. Vâng, em chào anh Nguyễn Thành Trung, anh đẹp trai quá anh ạ. Vâng. Con này size to quá. 580 chốt cho chị Thùy Linh ạ. Con này quá đẹp luôn này, con này size to nhá, size XL nhá chị nhá. Chị nào size bé hơn thì bo lại cái chun nó bị cái chun nó bị rão. Các chị cần làm lại cái chum mất 10.000, 20.000 thôi. Và tình trạng hiện tại thì size XL mặc vừa nhá. Bụng 85 đổ xuống cho em này. Bụng 85 đổ xuống nhá. Con này rất là đẹp, màu xanh navy. Đây, kiểu nó cực đẹp luôn, xanh navy. Các chị size bé thì cần bo lại cái chum là ok, mặc thoải mái luôn. Mã 569 nhá chị nhá. Mã 569 này. Hàng hiệu của Nhật nhá. Mã 569 cho em nhá. Con này có túi nhá chị nhá. Mã 569 ạ. Dạ, các chị hãy tương tác nhá. Có cái vấn đề đấy là các chị hiện sau thì em chịu thôi. Cái này là tại Facebook. Đừng đổ tại là chị chốt trước nhá. Hãy tương tác các chị ạ, tương tác với em một chút đi. Chỉ cần thả tim, thả chấm phẩy thôi là được mà. Tương tác để chốt hàng chuẩn hơn, nhanh hơn các chị nhá. Buộc kìa. À, cái này buộc hả? Tại mặc mấy tuần ở trong mình sẽ căng. Căng đét. Cái này hả? Sao nó viền viền như thế này? Quần bên trong. À, quần bên trong à? Quần nó cộm lên. Bên trong nó cộm lên. Con này cực đẹp luôn này. Con này size S cho em nhá. Size S này bụng 70 đổ xuống ạ. Cái chất nó hơi co giãn nha chị nhá. Chất hơi co giãn rất là đẹp này. Con này điệu đẹp chưa? Bụng 70 đổ xuống nhá chị nhá. Mã 574 ạ. Mã 574 nhá chị nhá. 574 size S. Cực đẹp luôn nha. 574 size S, bụng 70 đổ xuống nhá. Chất hơi co giãn thoải mái nha chị nhá. Bao nhiêu cân vừa? Ờ, cái 569 này nguyên tác thì cái bao nhiêu cân vừa nhỉ? Đấy, thoải mái. Thoải mái chị ạ, có chun sau nhá. Đằng trước là cạp, đằng sau là chun chị nhá. Chị thích chỉnh như nào cũng được. Cái đấy nguyên tác à? Nguyên tác luôn. Đây. Mã 569 chị nhá. 574 cho chị Hồng Phan ạ. Cái này đẹp đấy. Con này size M, size L mà vừa cho em nhá. M đi đâu. Hôm nay máy nó lấy nét cái gì? Để đây xa chứ cứ dướng đi dướng lại nó mờ. Con này size M, size L mặc vừa cho em nhá. XL cũng vừa, chất nó co giãn nha chị nhá. Chất hơi co giãn này. Bụng 88 đổ xuống nhá chị nhá. Bụng 88 đổ xuống ạ. Đẹp nhất là từ 75 đến 88 nhá. Size M, L, XL mặc vừa cho em nhá. Dáng dài đẹp chưa này. Con này chất cũng đẹp luôn. Mã 581 nhá chị nhá. Mã 581 này. 581 bụng 88 đổ xuống cho em nhé.
569 chốt cho chị Thu Thanh ạ. À. Vâng. Mờ nét lại rồi mà. Hơi mờ một tí thôi các chị nhá, thông cảm, hôm nay di chuyển hơi nhiều. Vâng. Mờ một tí thôi, thông cảm tí. Yên tâm là sẽ đẹp. Thử xử với quần ngoài nữa nhá. Sao mặc nhiều quần thế? Ok chị. Vâng, các chị thông cảm tí, di chuyển nhiều quá nó bắt nét khó nên là hơi mờ. Đấy, các chị thấy không? Cứ gương mặt thương hiệu như em vào là hết mờ ngay. Thấy chưa? Con này size S nha các chị nha. Size S này bụng 70 đổ xuống nhá. Màu xanh navy cực đẹp luôn. Em mặc quần bên trong dày quá nó cộm. Size S này bụng 70 đổ xuống nhá chị nhá. Bụng 70 đổ xuống. Con này rất là đẹp này. Mã 572 nhá chị nhá. Mã 572 size S cho em nhá. Có đai nha. Con này có đai này. 572 size S nha các chị nhá. 572 size S các chị nhá. Size S, nhắc lại là size S nhá. Vâng. Nào, tương tác một chút để chốt hàng nhanh hơn và chốt chuẩn hơn các chị nhá. Tương tác ngay một chút, chỉ cần thả tim chấm phẩy lắp lâu rất là dễ luôn các chị nhá. Đẹp. Quá đẹp. Size S chị nhá. Size S. Vâng. 572 cho chị Nguyễn Loan ạ. Đây cái áo này coi này. Free size nhá chị nhá, hoa nhí cực xinh luôn này. Free size cho em nhá, size ML mặc vừa hết nhá chị nhá. Bụng 75 à, bụng 85 đổ xuống cho em nhá. Cái này bụng 85 đổ xuống mặc vừa này. Size ML mặc vừa nhất nhá chị nhá, ML mặc vừa đẹp nhất ạ. Dáng dài cực đẹp luôn. Mã 570 nhá chị nhá. Mã 570 size ML cho em nhá. 570 họa tiết hoa nhí ạ. Đây hoa nhí cực xinh luôn này. 570 nhá chị nhá. Chị Nguyễn Loan có đơn dồn nhá, mai em có phải gọi điện cho đơn không hay là em dồn luôn gửi luôn thế? Nhét cái áo này. Nhét cái bên kia. Nào, tương tác với các chị, tương tác với em chút. Em chào chị Thanh Tâm, vâng, chào chị Thanh Tiện, vâng, chào chị Thanh Hà, vâng, ôi. Vâng, em chốt 570 cho chị Kiều Lan, chị hãy để số điện thoại cho em nhá, chị Kiều Lan không có dấu ạ, vâng. 570 chốt cho chị nhá, cho em xin số điện thoại. Màu xanh navy đơn giản nha các chị nhá, mặc đi chơi đi làm được này. Cà phối chun nhá chị nhá, cà phối chun ạ. Size ML mặc vừa cho em nhá. Bụng 80 đổ xuống nhá chị nhá, bụng 80 đổ xuống size ML này, màu xanh navy đơn giản đẹp nhá chị nhá. Mã 568 ạ, mã 568 free size ML cho em nhá, 568 ạ. Vâng, gửi luôn đi. Vâng, gửi luôn đi, không gọi nữa, gọi gửi luôn. Đơn giản không? Em lười á. Vâng, cảm ơn số điện thoại của chị Kiều Loan nhé. À, Kiều Loan ạ. Hôm nay nguyên quần hay có gì nữa không? Hôm nay là có quần sớ này, quần cút lốt và quần váy dáng dài chị nhá. Có 3 cái liền luôn. Hơi bị nhiều. Tổng là 100 chiếc. Con này size L nhá chị nhá, size L này màu cực đẹp luôn nhá, màu cực đẹp luôn. Hàng hiệu của Nhật nhá chị nhá, hàng hiệu của Nhật. Con này đẹp nhất là eo 75 đến 82 nhá chị nhá. Eo 75 đến 82 size L nhá, size L và XL nhỏ mặc vừa này. Con này màu đẹp quá cơ các chị ạ. Màu rất là đẹp nhá. Chị nào size M cũng còn che được tại vì nó có chun, cặp này nó có chun nó bo vào. Mã 566 nhá chị nhá. Mã 566 này. 566 bụng 82 đổ xuống cho em nhá. 66 82 màu đen nhá, chất vân vâng. Cực đẹp luôn này. Đâu rồi? Con này free size nhá chị nhá, free size con này bụng 90 đổ xuống cũng vừa cho em nhá, 90 đổ xuống cũng vừa này. Chất vân lụa rất là đẹp nhá. Từ từ. 566 cho chị Huệ Quách đuôi 282 chị nhá. Huệ Quách này không có dấu ấy. Free size con này đẹp nhất là từ size M đổ lên cho em nhá. Size M đổ lên này. Bụng 90 đổ xuống cho em nhá chị nhá. M đi đây. Hôm nay hay M đấy. Không, mặt chị nó không phải có mặt thương hiệu nữa rồi. Đây là mặt em đúng. Mã 547 nhá chị nhá. Mã 547 này. 547 free size nhá. Con này bụng 75 đến 90 nhá chị nhá.
547 ạ. Vâng, em chào chị Bùi Minh Huế, chào các chị. Chào tất cả các chị vào sau nhá. Mỗi chị cho em xin một lượt tương tác lên trang cá nhân được không? Các chị cho em xin một lượt chia sẻ lên trang cá nhân nhá. Chỉ cần một lần thôi, không cần phải chia sẻ nhiều. Một lần cho nó xôm, cho nó có động lực. Ừ, em chào chị Nguyễn Hiền. Ôi trời ơi, lâu lắm mới thấy chị. 547 là kìa. 547 cho chị Trần Thị Thanh Hương ạ. Free size nhá chị nhá, free size này. Con này bụng 90 đổ xuống cũng vừa nhá chị nhá. Bụng 90 đổ xuống cũng vừa, free size cho em nhá. Đẹp nhất là từ size M đổ lên nhá chị nhá. Mặc đi làm quá đẹp luôn, màu ghi sáng ạ. Màu xanh ghi đá đấy ạ. Mã 546 nhá chị nhá. Mã 546 này. 546 free size nhá. Bụng 90 đổ xuống cũng vừa nhá chị nhá. Cạp phối chun ạ, cạp phối chun thoải mái luôn. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Inbox luôn địa chỉ càng tốt. Những chị nào khách mới inbox địa chỉ luôn cho em nhá. Em chào chị Mai Lê. Vâng, chị Thanh Tiện, mình chốt 566 trước mà sao không chốt cho chị? Chị ơi, chị còn chốt sau hai người nữa cơ. Đó. Này là sao chốt nhỉ? Các chị hãy tương tác đi để chốt hàng cho nhanh nhá, không lại cứ bảo là sao mình chốt trước mà lại không được nhá, bởi vì các chị không tương tác. Hãy thả tim tương tác cho em một tí nhá. Em chào chị Hương Bùi Thu. Chị Hương Bùi Thu như còn một đơn đúng không? Mãi chưa thấy sờn được, lâu thế. Hôm nay toàn siêu phẩm này, làm vài cái rồi gửi một thể chị nhá. Con này size S cho em nhá, size S này bụng 70 đổ xuống nhá chị nhá. Bụng 70 đổ xuống size S chất voan nhá chị nhá, chất voan lụa. Mã 511 ạ, 511 size S nhá chị nhá, 511 size S. Bên sạc nó hết pin rồi. Đấy thấy không? Các chị chấm phẩy tương tác đi. Đấy, chấm phẩy tương tác là em nhìn được comment các chị nhanh hơn nhá. Chốt hàng cho nó chuẩn nhá, chuẩn chuẩn. Đẹp thế. Đây, hình con ngựa đi ngược này. Lá. Đấy, con ngựa ấy mà. À ừ, cả ngựa cả lá. Đây con gấu ấy này. Thế chưa luôn. Thiên nhiên, đẹp chưa? Con này quá đẹp. Size S nhá các chị nhá, em này size S cho em này. Size S nhá, bụng 70 đổ xuống nhá chị nhá. Quá đẹp luôn, màu sắc rất là đẹp này. Có quần cút lốt mà còn mặc không đẹp thì chết à. Dáng chị mặc không đẹp. Em có 1m55, em mặc ăn gian chiều cao cực kỳ luôn. Ngày trước em cứ sợ em không dám mặc quần cút lốt đâu. Mà từ ngày thử mặc nghiện luôn. Mặc tôn dáng cực kỳ nhá các chị nhá. Mặc ăn gian chiều cao lắm, nhìn như 1m6 mấy. Mã 601 nhá chị nhá, con này size S này. Con này size S, mã 601, bụng 70 đổ xuống cho em nhá. Họa tiết cực đẹp luôn, chất và họa tiết rất là đẹp này. 601 ạ. Vâng, em chào chị Đỗ An Trà, cảm ơn chị đã tương tác nhá. Đây là ví dụ điển hình về việc mặc quần cút lốt là kiểu gì nó cũng đẹp các chị nhá. Đấy, người mẫu em này. Nhìn như cao 1m65 luôn. 601 cho chị Thùy Linh ạ. Vâng, chị Bùi Thị Trang đã vào rồi. Nhanh quá chị ạ, chia sẻ đi chị nhá. Chia sẻ đi, đồng mai qua đây chơi vài vòng. Con này xếp ly nhá chị nhá, xếp ly này rất là đẹp này. Free size nhá chị nhá, free size bụng 90 đổ xuống cũng vừa cho em nhá. Free size xếp ly rất là đẹp luôn ạ. Mã 613 nhá chị nhá. Mã 613 này, 613 free size cho em nhá. Quần váy xếp ly ạ. Mã 613. Đó, ui dồi ôi, giờ thấy chị Thủy Dung tương tác nhá. Tương tác liên tục đi nhá. Chị Hồng Phan trước sau rồi. Chị ơi, à, chị ơi, đây là chị họ em chị nhá. À chị bảo hai vợ chồng bán hàng hay thế. Đây là chị họ em chị nhá. 613 cho chị 1234 á. Bao nhiêu? Quá đây. Kéo quần đấy. Con này dáng dài nhá chị nhá, dáng dài này. Con này size M đổ lên cho em nhá, size M, size L mặc vừa, bụng 80 đổ xuống nhá chị nhá. Size M, L mặc vừa này, bụng 80 đổ xuống cho em nhá. Màu bên ngoài nó sẫm hơn nhá chị nhá. Màu bên ngoài là màu dạng màu bát trầu ạ. Màu bát trầu trên line nó hơi sáng hơn một chút. Mã 615 nhá chị nhá, dáng dài các chị đi sang đan đeo góc vào cực đẹp luôn này. Mã 615 nhá chị nhá, 615 size M, L ạ. Úi giời, 615 các chị nhá, màu đỏ bã trầu hơi đẹp luôn. Chia sẻ rồi, bận quá giờ mới vào săn được. Giờ phải làm chục cái chị nhá. Trời ơi, tối nay đẹp lắm chị Trang ạ. Tối nay siêu phẩm đẹp lắm. Đẹp dã man luôn. Con này size S, size M
mặc vừa cho em nhá, màu xanh navy đơn giản này, size SM bụng 72 đổ xuống nhá chị nhá. Bụng 72 đổ xuống size SM ạ. À. Mã 616 nhá chị nhá, mã 616 này, 616 size SM nhá. Cái tập đằng sau em đây. Vâng. 615 cho chị Bùi Thị Trang nhá. Ôi sập nguồn. Nhưng mà nó đẹp thật. Nó đẹp thật chứ cái chị sở chất bản cho nó đẹp thật đây nè. Nó đẹp như mới. Có phải gọi là mới đét luôn. Đó. Em chào chị Hà Hạnh, chào chị Thỏ Sún. Họa tiết này, còn họa tiết cực đẹp luôn các chị nha. Tông màu xanh. Con này size SM mà vừa cho em nhá, bụng 75 đổ xuống này. Bụng 75 đổ xuống size SM nhá. Quá đẹp luôn, chất voan cực đẹp luôn nhá chị nhá. Chất voan Nhật rất là đẹp này. Mã 614 nhá chị nhá. Mã 614 size SM. Bụng 75 đổ xuống cho em nhá. Hai chị em đấy chị Thành ạ. Vâng, hai chị em chị nhá. Vâng. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Nào, tương tác các chị, tương tác thả tim cho em tí cho có động lực livestream với cho nó động lực lên cho nó cuộc sống à quên cho buổi like nó tươi vui nhộn nhịp hơn các chị nhá, động lực like cho nhiều, số lượng có hạn nhá, đây là lần thứ hai nói số lượng có hạn. Con này xếp ly nhỏ nhỏ nhá chị nhá, xếp ly nhỏ nhỏ này, free size nhá chị nhá, free size 614 cho chị Hồng Phan ạ. Free size xếp ly nhỏ cho em nhá chị nhá, mã 617 ạ, mã 617 617 free size cho em nhá, nó dạng tăm 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 tăm. Màu đen nhá chị nhá. Cái này 60 cân vừa nhiều không? Cái tím than này. Bao nhiêu cân? 60 cân. 60 cân sợ. Hãy thử luôn đi, anh em 60 cân thử đi. Cái gì thử đi. Vâng, chờ chúng mình mẫu thử đấy nhá chị nhá. Con này chất văn lụa rất là đẹp này. Yeah. Rất là bay, rất là đẹp nhá. Màu này là màu xanh, màu giống chim bò cá. Giống chim bò cá, free size nhá chị nhá, free size. Mã 618 nhá chị nhá. Mã 618 free size cho em này. Con này chất văn lụa nhá, cực đẹp luôn. Cái chất nó rất là đẹp ạ. À. Dạng như chất tơ sống ấy. Mã 618. Vừa. 60 cân vừa cái mã xanh tím than nhá chị nhá. Mã xanh tím than 60 cân vừa. Chị Thanh Tiện chốt mã đấy thì chốt cho em mã là bao nhiêu đây? 616 nhá. Happy. Họa tiết này. Chị ơi cắm mũ ra nhá. Free size nhá chị nhá. Quần họa tiết free size cũng đẹp luôn, màu rất là sang nhá chị nhá. Màu rất là sang này. Free size ML mà vừa hết cho em nhá. Bụng 90 đổ xuống cũng vừa luôn ạ. Mã 619 nhá chị nhá. Mã 619 này. 619 free size nhá chị nhá. Em chào chị Anh Thư Nguyễn nha, chào chị Lã Hường nha. Đó. Nào, những chị nào ưng cái nào họ comment ngay màu sắc sai số ra đây cho em. Đấy mơ ra. 618 chốt ngay cho chị Bùi Thị Trang nhá. Con này là có gắn một chút họa tiết của Uzi ở đây này. Chất văn lụa nha chị nhá, chất văn lụa rất là đẹp, màu đen nhá chị nhá, màu đen ạ. À. Free size nha, free size ML mà vừa hết ạ, à, bụng 90 đổ xuống cho em nhá. Mã 620 màu đen nhá chị nhá, free size. Mã 620 ạ. À. Màu đen free size các chị nhá, màu đen free size. Chị. À. Hi. Vâng, hi, em chào chị. Nào các chị tương tác đi, tương tác thả tim với các chị. Em chào chị Băng Tiên ạ. À. Ôi tên Facebook hay quá. Cho chị xem lại cái tím than nhá. Cái tím than đây chị nhá. Cái tím than của chị đây. Đó. 620 chốt chị Hà Phùng ạ. Con này cặp chun nhá. Nhấn nhá cái cúc ở đây. Cái phi ở đây. Chun nó hiện tại thì đang cái chun hơi dão rồi. Chun hơi dão. Con này là free size nhá chị nhá. Free size. Chị nào size bé thì về chạy lại cái chun nhá. Thoải mái cặp chun free size nhá chị nhá. Mã 621 ạ, à. Mã 621 màu đen cho em nhá, 621. 621 free size nha các chị nhá. Yên tâm là quần nóng sớ là ai cũng có thể mặc được các chị nhá. Che dáng tôn dáng, à che khuyết điểm tôn dáng quá tuyệt vời luôn.
Đấy chưa? Nhìn cái Hàn Quốc ấy nhỉ? Nhiều trong bọn Hàn Quốc hay có cái này. Freestyle nha các chị nhá, cái này cách điệu cực đẹp luôn này. Chốt mã tím than cho chị Thanh Tiện ạ. Ai ủa chuyện giật. Vâng. Nó phối xuyên thấu phần này nhá các chị nhá. Phối xuyên thấu này, cái này freestyle nhá chị nhá, freestyle. 616. Cặp chun thoải mái luôn nhá các chị nhá. Mã 622 ạ. Mã 622 freestyle cho em nhá. 622 ạ. Ôi, số lượng có hạn nhá, số lượng có hạn nhá. 622 chốt cho chị Phạm Trung ạ. Chất văn lụa nhá chị nhá, chất văn lụa này freesize nhá, màu trắng ạ. Freesize cho em nhá. Cái này mà các chị mặc một mình quần cũng rất là đẹp, mà các chị phối trong áo dài cũng rất là đẹp này, áo dài cách tân ý. Mã 611 nhá chị nhá, mã 611 freesize nhá chị nhá, 611 freesize cho em ạ. Hả này đã đi Big C cơ. Vâng, 1m54, 60 cân vừa chắc cú chị nhá, không phải lo. Vâng. Vâng. Chỉnh cao em bao nhiêu? Họa tiết cực sang luôn này. Quần họa tiết nhá chị nhá, quần culotte họa tiết cực sang luôn. Màu rất là tây này, rất là tây. Freesize nhá chị nhá, XML mà vừa hết là 90 đổ xuống cho em nhá. Ui đẹp quá. Mã 6 Mã 623 Lát học. Mã 623 nhá chị nhá, 623 màu cực tây luôn, freesize cho em nhá. 623. Rất là đẹp các chị nhá, 623 này. Em chào chị Suka Tâm Như. Vâng. Chị Nguyễn Thu Hương nãy giờ chưa được mã nào chị nhá. Em cũng không bảo là chị nhím sinh không chốt cho chị đâu, nhưng mà chị chưa được mã nào. Vâng. Vâng. Em chào chị Nguyễn Quốc Hoàng, chị Quốc Hoàng sao ra vào lại thế? 623 cho chị Hồng Phan ạ. Đẹp như thế này mà có 170 một chiếc ạ. Chất văn lụa nhá, chất văn lụa này. Đúng là. À, màu đen nhá chị nhá, màu đen. Đơn giản ạ. Freesize cho em nhá chị nhá, freesize. Freesize SML XL vừa hết nhá chị nhá, SML XL vừa hết cho em này. Mã 624. 624 ạ, 624 freesize nhá chị nhá. Mã 624 ạ. Đúng rồi đâu. Biết ngay Hồng Phan chọn. Các chị thuộc nhau thế. Chốt cái nào để biết cái đấy ngay. Quần váy xếp ly nhá chị nhá, quần váy xếp ly này. Ui, xếp ly đen này, xếp ly đen đẹp quá này. Cái này. Cái này là cái nào? Mở không ý? Không, không mở đâu. Các chị cứ nói chuyện với nhau. Chưa thì đã 624 rồi. 624 này nào. Đây. 624 chốt cho chị Nguyễn Thu Hương. Quần váy xếp ly nhá chị nhá, quần xếp ly đen này. Freesize SML mọc vừa cho em nhá, SML mọc vừa xếp ly rất là đẹp này. Mã 634 nhá chị nhá, mã 634 ạ. 634 SML mọc vừa nhá, cặp chun nhá chị nhá. Quần đen xếp ly cho em nhá, mã 634 ạ. Vâng, chúc mừng chị. Cái này đi chị, cái này. Chốt nhanh đi các chị, chốt nhanh đi. Mỗi cái được một chiếc thôi nhá, mỗi cái được một chiếc thôi. Em chào chị Hương Thịnh, chào chị Nguyễn Thu Hà nhá. Các chị vào sau, chào chị Lan Hoàng nhá. Em này ren ren và phối xếp ly ở phần gấu chân rất là đẹp này. Phần chân gấu xếp ly nhá, xếp ly. Freesize nhá chị nhá, freesize SML mà vừa cho em nhá. Ô lại thiên vị. Đùa. SML mà vừa hết nhá chị nhá, phần gấu xếp ly rất là đẹp này. Mã 633 freesize nhá chị nhá, 633. Cặp chun nhá, thoải mái luôn, 633 nhá chị nhá. Đây, cái này này, xong rồi 624 luôn nhá, chị nhanh tay lắm. Không biết là nhà có ngồi cạnh cái cột wifi được không, nhanh lắm. Em chào chị Lương Thoan, vâng, mẫu mặc lên cái nào cũng thế đẹp, vâng. Đương nhiên rồi, mẫu tuyển chọn ở nhà trông được mà. Phải đẹp chứ. Được không vui? Được không vui? Vâng, nào, các chị tương tác chấm phẩy cho em nhá. Tương phát chấm phẩy cho em nhá.
con này chất vân lụa cực đẹp nhá, cái khóa đính hạt trai này, hai bên vạt nó phối rất là đẹp nhá chị nhá. Con này size S size M mà vừa cho em nhá, size S M mà vừa này, bụng 76 đổ xuống nhá chị nhá, bụng 75-76 đổ xuống này, size S M nhá, quá đẹp luôn nhá chị nhá. Mã 632 ạ, mã 632, 632 size S M cho em nhá, đây đứng gần nữa chị xem này, cái này là đính hạt trai nhá, đính hạt trai khóa đấy ạ. Thật. 632. Ai phép cho em là thật đùa lắm. 633 cho chị Bùi Thị Trang nhá. Ê ơi, chốt được hàng cái nhảy tưng tưng. Vâng. Em chào chị Hoa Thiên. Hello. Hello mà em khóc đâu. Hello. Mừng rất nước mắt. Vâng. 632 cho chị Hồng Phan ạ. Chất nó hơi co giãn nhé chị nhé, chất co giãn này. Nó phối 3 màu nhé, màu xanh lá, màu trắng và màu xanh navy ạ. Size S, size M mặc vừa cho em nhé, size SM nhé. Chất hơi co giãn, bụng 74 đổ xuống nhé chị nhé. Bụng 74 đổ xuống size SM ạ. Con này phối kẻ sọc, hai màu kẻ sọc bên hông. Sám chanh. Mã 631 nhé chị nhé, mã 631 này. 631 size SM cho em nhé. Cái này phối cả màu xanh này. Phối 3 màu. À, đẹp quá. Nào, em chào chị Hoa Thiên nhá. Đây, 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 đây. Em giơ lại cái này cho các chị này, đẹp chưa? Đó, cái 632 à? 632 là cái nào đấy? Hả? 632 đâu? Nè. 632 kìa. 632, 632 chút rồi mà. Chị bàn trang chậm đấy. Em chào chị Nguyễn Thị Hồng nhá. Uniqlo, chuẩn bị lên cho các chị một chân váy Uniqlo này. Hiệu Uniqlo nha các chị nhá, con này size L này, từ size M đổ lên mặc vừa nhá. Bụng 90 đổ xuống cho em free size nhá chị nhá. Hàng Uni này chất cực đẹp luôn, cực thích luôn nha các chị nhá. Bụng 90 đổ xuống ạ, mã 630, mã 630 cho em nhá. 630 free size nhá chị nhá. Con này size M, size L, XL mặc đồ vừa đẹp nhá. Mã 630 ạ. Vâng, 631 cho chị Bùi Thị Trang nhá, em chào chị Thu Phương, ui dồi ôi. Đẹp đấy. Vâng, chị Phong Đinh nhá, đẹp dã man con ngàn luôn. Đẹp thương đó. Độc đẹp này, chất này, hiệu này, tất cả đã trộn hết vào trong một cái quần các chị nhá. Các chị đã chốt một siêu phẩm mang về nhà đấy. 630 cho chị Hoa Thiên ạ. Hàng hiệu Nhật nhá các chị nhá, chất cực đẹp luôn này. Con này size M, free size nhá, SML mặc vừa cho em nhá. SML mặc vừa màu đen nhá. À, đằng trước là cạp, đằng sau là chun. Free size nhá chị nhá, chất rất là đẹp luôn ạ. Mã 625 nhá chị nhá, mã 625 này, 625 free size SML cho em nhá. Màu đen đơn giản, cực đẹp luôn. Bụng thoải mái nhá, con này bụng 85 đổ xuống cũng vừa nhá chị nhá. Mã 625 ạ. Cái của chị Thanh Tiện chốt là rất đẹp, còn nguyên tác, chất lừ luôn. Đổi đi rất là tiếc. 630 chốt chị Hoa Thiên rồi ạ. Em chào chị Lan Anh nhá, chị Bùi Trang chốt xong rồi. Tiếc quá, tiếc quá. Đẹp quá, ui dồi. Chấm bi này, chấm bi này. Hiệu gu nhá chị nha, hàng gu của Nhật này. Vẫy tay với chị Lan Anh cái. Em chào chị Huyền Phan ạ. Ui dồi. Mà sao cái thở. Hàng hiệu của Nhật nhá các chị nhá, hiệu gu của Nhật này, em là chấm bi cực yêu luôn. Nhìn bên ngoài xinh lắm nha các chị nhá, nhìn bên ngoài rất là xinh này. Size S, size M mặc vừa cho em nhá, bụng 78 đổ xuống ạ. 625 cho chị Thanh Huyền ạ. Bụng 78 đổ xuống cho em nhá, size SM này, size L bé cũng bom che được nhá, tại vì nó phối chun nhá các chị nhá. Bụng 78 đổ xuống ạ, mã 610, con này rất là đẹp, con này cực đẹp luôn nhá, chấm bi cực yêu luôn. Mã 610 ạ. Quá là đẹp, tối nay toàn siêu phẩm thôi, chốt nhanh vào luôn các chị nhá. Chấm bi quá đẹp. Hiệu Nhật nhá các chị nhá, hiệu Nhật này. Các chị nhận được hàng thì nhớ feedback lại nhá. Đấy, 610 chốt cho chị Kiều Lan đuôi 372 ạ. Em này size L nhá, hàng hiệu GU này, GU của Nhật nhá các chị nhá. GU đấy ạ. Size L nhưng mà size M cũng bon che được nhá các chị nhá, tại vì nó phối chun.
Con này bụng bụng 88 đổ xuống là vừa nhá chị nhá. Bụng 88 đổ xuống cho em này. Size M, size L mặc vừa nhá chị nhá. ML mặc vừa, màu cực tây luôn. Con này mặc đi làm rất là thanh lịch, rất là đẹp nhá chị nhá. Mã 612 ạ. Mã 612 nhá chị nhá. 612 chuẩn tác là size L nhưng mà nó phối chun bao chun nên là size M cũng mặc được. 612 cho em nhá. Vâng vâng, em sửa lại chút là hiệu Gu là nó có hai chữ U với chị nhá. Đó là G U U. Vâng. Hai chữ U à? Tao có một chữ U. Hôm sau lấy váy. Hôm trước. Mai lấy váy à? Là hai chữ U chứ. U to U nhỏ. 612 cho chị Thanh Tiện ạ. Hàng hiệu của Nhật nhá. Em này kẻ caro màu xanh navy rất là đẹp luôn này. Con này cực đẹp luôn, mặc để trẻ trung nha các chị nhá. Mặc đẹp luôn này. Free size nhá chị nhá. Free size SML mặc vừa này. Bụng 88 đổ xuống cho em nhá. Bụng 88 đổ xuống size SML mặc vừa nhá chị nhá. SML XL cũng vừa luôn. Đây, kẻ bên ngoài nhìn rất là đẹp nhá chị nhá. Chất và màu rất là đẹp luôn này. Mã 628 ạ. Mã 628 nhá chị nhá. 628. Free size nhá. Mã 628 ạ. Ôi, chị Bùi Thị Trang đen thế. Bao nhiêu mẫu đẹp toàn chốt sau thôi. Đen thế nhỉ. Vâng. Nào tương tác với các chị, tương tác với em một chút nhá. Em chào chị Hồ Bảo Ngọc này, chào chị Thủy Nguyễn không có dấu này. Tương tác thả tim chấm phẩy các chị nhá. 628 chút cho chị Thùy Linh ạ. Vâng, hàng hiệu đây là chất nó cực đẹp luôn, lại mới. Con này size S size M mặc vừa cho em nhá. Bụng 78 đổ xuống này, size SM ạ, size SM nhá. Con này chất chất nó chất nó dày dặn nhưng mà rất là mát nhé chị nhé, rất là đẹp này, cái form nó rất là đứng quần. Size M bụng 78 đổ xuống nhé chị nhé. Mã 603 603 màu xanh navy ạ. À. 603 cho em nhé chị nhé. 603 size M bụng 78 đổ xuống ạ. À. Chân quần xếp ly nhá chị nhá, quần xếp ly này. Cái này màu ly xám. Okay. 603 cho chị Hà Nguyễn, chị để số điện thoại lại cho em nhá. Quần xếp ly nhá chị nhá, quần xếp ly rất là đẹp này. Con này free size cho em nhá, màu ly sáng ạ, màu ly xám xám ấy. Free size thoải mái luôn, bụng trăm cũng vừa nhá chị nhá. Mã 649 ạ, mã 649, eo chun nhá, cặp chun. 649 quần xếp ly nhá chị nhá, quần ly size. Cái túi ni lông chị nghe. Mình inbox. Dạ vâng ạ. Inbox cả địa chỉ luôn chị nhá. Đã tốn công inbox cả địa chỉ để mang tốt hàng cho dễ. Anh đi lông này. Con này chất chất vân lụa mềm nhẹ. Free size nhá chị nhá, cà phối chun này, cà phối chun màu xanh navy. Con này bụng 90 đổ xuống cũng vừa nhá chị nhá. Size SML XL vừa hết cho em nha. Cà phối chun này, con này size M size L mặc vừa đẹp nhất, vừa form nhất. Xanh navy cực đẹp này. Mã 653 nhá chị nhá. Mã 653, 653. Xanh navy nhá. Mở sao lít ạ? Nó cứ mất nét mặt chị ạ. Mã 653 hôm nay mà làm sao nhỉ? Mất mặt à? Mất mặt. Người ta gọi là bị mất mặt. Hôm nay chị có làm gì bị mất mặt không? Vâng. Nào, tiếp theo sẽ là mẫu gọi là cứ được gọi là màu sắc nổi bật luôn. 653 cho chị Hoa Thiên ạ. Úi giời ơi, màu cứ phải gọi là chóa lòi, chói lòa. Free size cho em nhá chị nhá, quần họa tiết này, cạp phối chun nhá, phối chun hai bên. Free size nhá chị nhá, free size thoải mái luôn, màu rất là đẹp này. Này đứng gần các chị xem màu, đẹp luôn. Con này đẹp nhất là từ size L nhá, size L đổ lên cho em ạ. Chị nào size bé hơn thì có thể về bo lại cái chun chỗ này nhá, chỉ cần bo lại chun thôi. Mã 609 ạ. Bụng 90 đổ xuống nhé chị nhá, bụng 90 đổ xuống này. Mã 609.
Dạ vâng, em đã rõ chị nhá. Hàng này chọn lọc, tuyển chọn chỉ có 100 chiếc thôi. Các chị cứ yên tâm đi. Nó đã qua rất nhiều vòng tuyển chọn mới được lên like cái chị nhá. Con này phối gen đẹp chưa này? Qua 6 vòng, 6 vòng sơ tiền. Có áo và váy không? À, cái này phối gen bên trong rất là đẹp nhá chị nhá. Nó xẻ vạt này, phối gen này. Free size nhá chị nhá. 609 cho chị Nguyễn Thu Hương ạ. Free size ạ, free size. Cạp chun nhá, eo phối chun. Mặc rất là thoải mái này. Mã 652 ạ, mã 652 wow, đẹp nhá chị nhá. 652. Nào ai sẽ là người nhanh tay trước được mã 652 nào. Nó quá là đẹp cái chị ạ. Tôi đã được 2 cái, làm cái 652 tôi được 3 cái luôn nè. Cái ống nó lượn lượn đấy nhá các chị nhá. Ống nó không bằng đâu, lượn lượn cực đẹp luôn này. Con này chất cực mát luôn. 652 chốt ngay cho chị Hồng Phan ạ. Vâng, nhanh quá. Chất rất là mát này. Ống quần cực lạ luôn nha. Free size nhá chị nhá, free size. Cái này mặc dây, áo dây, áo crop top. Siêu đẹp luôn này. Mã 654 ạ, mã 654 cho em nhá. Đây nhìn fashion đấy. Giống quần Mỹ. Nhìn thời trang thế. Mã 654 nhá chị nhá, 654 ạ, free size cho em nha. Em chào chị Yến Hoàng, chào chị Tươi Chim Vi nha. Chào hai khách quý. Ngọc ý là chào hai khách quý thôi các chị đã. Ừ, nhanh thế. 654 biết ngay cho chị Hoa Thiên. À. Con này kẻ nhá, trắng kẻ sọc nhá chị nhá, kẻ sọc đen này. Nhìn rất là thanh lịch luôn, rất là thanh lịch. Cạp phối chun đằng sau nhá chị nhá, đằng trước là cạp, đằng sau là chun. Con này eo 90 đổ xuống cho em nhá, bụng 7 bụng 88 ấy, 88 đổ xuống. Vừa nhất là size M, size L nhá chị nhá. Mã 655 ạ. Mã 655 này, nhìn cực thanh lịch nha các chị nhá. Mã 655. Cái chất nó rất đẹp các chị ạ. Đấy, em đang làm lớn là hàng hiệu này, chất này, hiếm này, độc và có trọng rất lạ các chị nhá. Em này màu rượu vang chát nhé. Có một cả hai bên túi kiểu màu. Free size nhá chị nhá, free size. Phối chun ạ, à, phối chun free size. Chất nó sờ rất là mượt, rất là mượt. Sờ rất là mịn. Free size nhá chị nhá, mã 651 này. Con này bụng 90, bụng 88 đổ xuống nhá, bụng 88 đổ xuống mặc vừa này. Mã 651 màu rượu vang chát nhá, cực đẹp luôn, cái này có túi nhá chị nhá. Mã 651 ạ. 651 các chị nhá, các chị hãy tương tác đi nào. Chấm phẩy thả tim cho bên em có động lực livestream với chị nhá. Vâng. 651 cho chị Trần Thị Thanh Hương ạ. Cái này nhìn rất là tây luôn này, nhìn rất là tây nhá. Cạp phối chun nhá chị nhá, free size này, cạp phối chun ạ. Mặc chất cực thích luôn, chất rất là mát, rất là nhẹ luôn nha các chị nhá. Mã 656 free size nhá chị nhá, 656 free size. Con này bụng 90 đổ xuống ok luôn nha các chị nhá. Mã 656 ạ, 656 cho em nha. Thế thì chị Thủy Linh sẽ không được cái nào rồi vì chả có cái nào xấu cả. Không biết chị mặc có đẹp không? Đẹp hết, em mặc quần cút lốt đến người mẫu như thế này, người mẫu như thế này mặc nó còn đẹp. Các chị mặc chắc chắn sẽ đẹp hơn. Em mặc vào nhìn ăn gian chiều cao cực kỳ luôn. Ăn gian chiều cao phải đến 10 phân thì nếu mà mình đi giày cao vào các chị. Con này size S cho em nhá, size S này. Bụng 70 đổ xuống size S nhá chị nhá. Quần họa tiết ạ. Họa tiết rất là sang này. Mã 650 nhá chị nhá, mã 650. 650 cho em nhá. Con này dành cho các chị mét 6 đổ xuống đi nhá, mét 6 đổ xuống này. Mã 650 size S ạ. Vâng, số lượng cũng có hạn thôi các chị nhá. Thế nên là chốt nhanh tay, chốt mạnh tay lên các chị. Yên tâm là chốt về là cái nào cũng ưng ý, cái nào cũng đẹp cả nhá. Không bao giờ có chuyện gọi là đụng hàng nhé. Không bao giờ đụng hàng được.
Con này họa tiết màu xanh ngọc lục bảo rất là sang này. Free size cho em nhá chị nhá, free size ML mặc vừa hết nhá, bụng 95 đổ xuống cũng vừa nhá chị nhá, bụng 95 đổ xuống cặp chun ạ. Free size nha, màu rất là sang, đây đứng gần cho chị xem màu này. Mã 657 nhá chị nhá. Mã 657 ạ, 657 free size cho em nha. Mới được có 3 cái chị ạ, chị Hà Phùng mới được có 3 cái thôi. Màu hơn em à? Màu hơn em tức là như là béo hơn à? Màu mỡ hơn à? Cái này như nào? Màu đen nhá, màu đen đơn giản nhá chị nhá, free size này, con này size SM mặc vừa cho em nhá. Size SM mặc vừa, cặp chun thoải mái. 657 cho chị Hà Phùng ạ. Mã 641 nhá chị nhá, mã 641 màu đen đơn giản nhá, con này size SM mặc vừa, size L cũng con trên được, nhưng mà cái form này size SM là mặc vừa nhất nhá các chị nhá. Mã 641 ạ, 641 màu đen nhá. Đúng rồi. Có quần dài không em? Có dáng dài, đủ hết các chị nhá, không thiếu dáng gì cả. Điều quan trọng là mình để túi đã không này. À đây. Cái này họa tiết rất là sang này. Xem giúp em được mấy quần rồi. Chú nhé. Em này size L cho em nhá, size L này. Size L XL mặc vừa nhá. Chị nào size bé hơn thì làm lại cái chun cho em nhá. Con này cả khối chun ạ. À, đẹp nhất là từ bụng 78 đến 80. Bụng 78 đến 80 nhá chị nhá. Bụng 78 đến 80 này size XL cho em nhá. Sang quá sang này. Màu sang lắm. Con này chất chất văn lụa và màu cực sang luôn. Chị nào size bé cũng có thể bon che được về làm lại cái chun đi nhá. Rất là đơn giản đấy ạ. Mã 648 nhá chị nhá. Mã 648 này, 648 cho em nhá. Vâng, em chào chị Hoàng Quý, chào chị Lập Nguyễn, chào chị Kiều Lan, chào chị Jenny Phạm, chào tất cả các chị vào sau và các chị đang có mặt ở đây nhá. Vâng, mỗi chị tương tác chấm phẩy với em một chút để bên em có động lực live stream hơn các chị nhá. Đó, có động lực hơn, tinh thần hơn nhá. Đó, nào. 10 chiếc chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chị ạ. Vẫn chưa được 10 chiếc. Số 7 thì nhân lên giá rất là lẻ, nên mỗi chị 10 chiếc cho nó chẵn tiền các chị nhá. Em chào chị Phạm Hương. Con này đẹp nhưng mà size to nhá chị nhá. Đẹp nhưng mà size to này. Đấy, rất là đẹp luôn. Mỗi cái là size to. Cái chun nó hơi, chỗ này nó hơi bị rão. Chị nào size bé thì về làm lại chun. Con này tầm size, nếu mà chưa làm chun thì là bụng phải cho chị đấy. Bụng 85 nhá, bụng 85. Còn chị nào size bé làm chun thì có thể dao động từ size L nhá, size L mặc vừa này. Mã 645 ạ, mã 645 nhá chị nhá, 645. Bụng 85 nhá chị nhá, bụng 85 này. Mã 645 cho em nhá, 645 ạ. Em nói thầm thôi nhá, 657 chốt cho chị Hà Phùng nhá. Đừng nói cho ai nhá. 645 chốt chị Kim Dung Kim Cương ạ. Nhanh thế, vào cái làm luôn chứ. Và tiếp ra nhí này, rất là đẹp nhá chị nhá. Con này size M, size L mặc vừa cho em nhá. Size M, L mặc vừa này. Bụng 78 nhá chị nhá. Con này bụng 76 đến 78 cho em nhá. Size M, L bụng 76 đến 78. Họa tiết hoa nhí, mặc cực xinh luôn. Màu xanh navy nhá các chị nhá. Họa tiết hoa nhí màu trắng ạ. Mã 643, 643. Bụng 78 nhá chị nhá. Bụng 78. Mã 643 ạ. Hoa hồng nhí các chị nhá. Mấy cái hoa trắng trắng là hoa hồng ấy. Nhỏ nhỏ đẹp đẹp. Đây. Ta-da. Đẹp phải quất ngay. Mạng nhà mình khỏe. Mạnh tay thật ấy. Thế thì chắc chị phải chốt hết hàng em từ bây giờ đến cuối live mất. Vì cái nào nó cũng đẹp chị ạ. Có váy và áo không? Em đã trả lời rồi mà, tối nay có quần cút lót, quần váy là chân váy dáng dài cái gì nhá. À quần váy dáng dài nhá. Hoa nhí tông màu nâu tây nha các chị nhá. Con này size S cho em nhá, size S bụng 72 đổ xuống này.
Mùng 72 đổ xuống xe S nhá. Màu cực xinh luôn. Mã 639 ạ, à. Mã 639 xe S cho em nhá. 639 xe S, mùng 70 đổ xuống nhá các chị nhá. Vâng. Đó, áo váy thì livestream buổi khác chị nhá. Ừ, yên tâm đi. Nhà em sẽ tuyển chọn 100 cái cho các chị. Không lệch một phân. Màu đen nha các chị nha, màu đen đơn giản này. Nhanh nhá. Màu đen free size nha chị nha, free size này. 59. Màu đen free size cho em nhá chị nhá, cặp chun này, cặp chun. Mã 644 ạ, thoải mái luôn nhá, cặp chun thoải mái luôn nha các chị nhá. Mã 644 bên dưới. 644 free size nhá chị nhá. 644 free size các chị nhá. Nào, chị nào đang có mặt ở đây hãy tương tác đi các chị, tương tác lên các chị, chốt hàng cho nó xôm nào. Đây, úi giời cái yếm à. Đó là nó có đai, tưởng cái yếm. Em chào chị Sáu Ngố, chào chị Bàn Trang, chào các chị nhá. Tương tác đi các chị. Vâng, cảm ơn chị Bùi Thu Trang. À, Bùi Thị Trang đã tương tác nhá. Con này cực đẹp luôn nhá, cực đẹp luôn. Nó có cái đai nhá, các chị không thích đai thì các chị có thể tháo ra này. Các chị không thích đai thì tháo ra hộ em nhá. Size S, size M mà vừa. Đai có thể tháo rời nhá chị nhá. Đai này có thể tháo rời này, màu xanh navy. Size SM cho em nhá, con này bụng 74 đổ xuống này. Bụng 74 đổ xuống, size SM chất hơi co giãn nhá chị nhá. Chắc hơi co giãn ạ. 644 cho chị Phạm Bảo Xuân ạ. Mã 642 nhá chị nhá. Mã 642 này. 642 size SM cho em nhá. Quá đẹp luôn. Đai tháo được nha các chị nhá. Các chị không thích đai thì tháo ra hộ em này. Mã 642 ạ. Trời. Ôi. Ôi. Mạnh tay thế. 642 cho chị Thùy Linh ạ. À. Vâng. Trời ơi. Nhanh tay quá. Con này cực đẹp luôn nhá các chị nhá, hàng hiệu của Nhật này. Cực đẹp luôn nhá, xếp ly hai bên hông cho em nhá. Size S, size S nhá các chị nhá, con này size S, size M, size S ạ, à, size M nhỏ thôi, bụng 72 đổ xuống nhá. Bụng 72 đổ xuống, hai bên cũng phối chun nè, rất là đẹp luôn này. Bụng 72 đổ xuống cho em nhá, mã 640 này. Mã 640 nhá chị nhá, 640. Cực đẹp luôn. Cứ phải gọi là hàng tối nay quá là đẹp luôn các chị ạ. Chị nào mà chốt ít thì gọi là hơi tiếc. Hơi bị tiếc. 640 chốt cho chị Yến Hoàng. Úi trời ơi. Màu đen đẹp chưa? Con này chất cực đẹp nhá, chất và dáng cực đẹp luôn các chị nhá. Size L, XL cho em nhá, size L, XL cho em này. Bụng 88 đổ xuống nhá chị nhá, bụng 88 đổ xuống, size L, XL cạp phối chun đằng sau nhá các chị nhá. Chị nào size M thì có thể về bo chun phía sau lại cũng được nhá. Đẹp nhất là size L, XL ạ. Phong dáng cực đẹp luôn, màu đen nhá chị nhá, màu đen. Mã 638 nhá chị nhá, mã 638 này, 638. Bụng 88 đổ xuống nhá chị nhá, mã 638 ạ. À. Con này form cực đẹp. Dáng dài đi em ui. Chị Hồng Phan chốt sau đến hai người cơ. Rất tiếc. Mà yên tâm, vẫn còn siêu phẩm, vẫn còn nhiều siêu phẩm. 638 chốt cho chị Bùi Thoa, em xin số điện thoại chị nhá. Phối kẻ này cực đẹp nhá, trẻ trung nhá chị nhá. Con này size S, bụng 72 đổ xuống cho em nhá. Bụng 72 đổ xuống size S này. Cực đẹp luôn. Mã 635 ạ. À. Chất rất là đẹp nhá chị nhá. Mã 635. Chị Bùi Thoa em xin số điện thoại nhá. Không, chắc là tự nhiên chị bị bất chợt nên là nó chậm thôi chị ạ, chứ không phải mạng kém đâu. Vâng, em cảm ơn số điện thoại của chị Bùi Thoa.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Dẫn đầy thứ ở dưới góc giày này. Là em chào chị Diện Su Su nhá. Cái này phố nơ ở Cạp nhá các chị nhá. Phố nơ ở Cạp rất là đẹp này. Em này size S, size M mặc vừa cho em nhá. Size S và size M nhỏ, bụng 73 đổ xuống nhá. Bụng 73 đổ xuống này. Size S, M nhỏ nhá chị nhá. Mã 637 ạ. Mã 637 này. 637 size S và size M nhỏ mặc vừa cho em nhá. Rất là đẹp. Cái này nhìn ngoài đẹp lắm. Mã 637. Đẹp như thế này mà không xem là tối đêm mà trằn trọc thao thức, cả mai tôi sức dậy đi làm mệt lắm các chị ạ. Rất tiếc. Mẫu cao 1m55 và nặng 49 cân, 50 cân lúc no chị nhá, còn lúc đói là 49 cân. Vâng. Ngủ là day dứt đấy. Ngủ day dứt đấy nhá. Quần họa tiết nha các chị nhá. Free size cho em nhá chị nhá, free size. Free size nha. Cặp chun thoải mái ạ, mã 636 nhá chị nhá. Mã 636 ạ. 636 free size cho em nhá, họa tiết cực sang luôn ạ. 636. Em chào chị Nga Đỗ Thị, Nga Đỗ Thị ạ. Chào chị Đinh Thị Phú nhá. Nào, tương tác đi các chị, tương tác một chút với em nhá, tương tác một chút với em đi. Đó, thả tim cho em một tí cho có động lực like các chị nhá. Nãy giờ chưa thấy ít tương tác quá, tương tác đi các chị ơi, đỡ lười nào. Chốt hàng cho nhanh nhá. Này đẹp này. Size S M mặc vừa cho em nhá chị nhá. Size S M mặc vừa này, bụng 73 đổ xuống nhá. 73 74 đổ xuống ạ. À. Màu xanh navy nhá chị nhá. À, phần trước phần sau là cả hai bên hông phối chun này. Size S M nhá chị nhá. Mã 629 ạ. À. Mã 629 size S M cho em nhá. 629 ạ. À. Đấy là dưới nha chị mấy cái. Sáu hai chín các chị nhá, 629 size SM này. Em chào chị Ngân, vâng chào anh Nguyễn, chị Nguyễn Trung Hiếu ạ, vâng. Cảm ơn các chị đã xem like của em đến bây giờ nhá. Họa tiết hoa nhí này, hoa này hoa to chứ không phải hoa nhí đó. Rất là nổi. Free size nhá chị nhá, cặp chun này thoải mái luôn nha, cặp chun thoải mái ạ. Mã 626 nhá chị nhá, 626 này, 626 họa tiết hoa cực nổi luôn, cực xinh luôn các chị, phối với áo màu xám cho em nhá. Mã 626 ạ. Vâng. Vâng, đây là hàng si chị nhá, hàng này là hàng si ạ và đã qua tuyển chọn và rất là mới chị nhá. Đó. Rất là mới luôn. Nếu chị nào chưa dùng thử hàng nhà em thì hãy chốt thử nhá các chị nhá, hãy chốt thử cầm về. Chắc chắn là nghiện luôn. Đã có rất nhiều con nghiện đến nhà em mà chưa thể cai được chị nhá. Free size nhá chị nhá, em này free size cho em này. Mã 605 ạ, 605 free size cho em nhá chị nhá. Mã 605. Vâng. 170.000 một chiếc quần hiệu, quần cút lốt hiệu mới, như mới. Tại sao không chốt nhiều? Con này chất rất là mát luôn này, con này dáng đẹp nha các chị nhá. Màu đen free size cho em nhá. Cặp chun free size nhá các chị nhá. Chất rất là mềm mại này. Mã 606 ạ, mã 606 free size nhá chị nhá. Chun co giãn thoải mái luôn, 606 ạ. Vâng, em chào chị Nhung Tùng, mình cũng đang nghiện đây. Úi giời ơi. Nghiện cái gì cũng nguy hiểm, mỗi nghiện đồ nhà em là chả nguy hiểm gì cả. Đấy, càng nghiện càng thích. Em chào chị Lê Hà nhá, chào chị Nhung Tùng ạ. Dạ vâng ạ, không sao chị nhá. Họa tiết nhá chị nhá, con này có túi này. Cặp chun free size cho em nhá chị nhá. Cặp chun free size tông màu tím hải hương rất là đẹp này, nhẹ nhàng nhá chị nhá. Nhẹ nhàng. Mã 676 ạ, 676 cho em nhé. Mã 676. Sáu bảy sáu à? Ờ, một em hàng hiệu của Nhật này. 606 là cái nào?
606 cho chị Đào Nguyệt, em xin số điện thoại chị nhá. Hàng hiệu Nhật nhá các chị nhá, màu xanh navy này. Con này rất là đẹp này, 606. 676 cho chị bạn Bảo Sơn ạ. Free size nha, hàng hiệu Nhật nha các chị nha. Đằng trước là cạp, đằng sau phối chun này, màu xanh navy rất là đẹp nhá. Mã 681 ạ, con này free size SML mặc vừa cho em nhá. SML mặc vừa, mã 681 nha các chị nhá, 681 ạ. Chị Đào Nguyệt em xin số điện thoại chị nhá. Vâng, chị Nguyễn Thu Hương chốt sau mất rồi. Đẹp như thế mà lại chốt sau. Sáu tám một cho chị Thùy Linh ạ. Kẻ sọc từ trẻ trung này rất là đẹp nhé chị nhá. Free size SML mặc vừa cho em nhá. Free size nhá chị nhá. Em này cực đẹp luôn này. Kẻ sọc trắng nhá, phối kẻ sọc cực đẹp luôn này. Mã 680 nhá chị nhá. Free size SML vừa hết cho em nhá. Mã 680 ạ, 680, con này phối đồ lên nhìn rất là đẹp, rất là thanh lịch, rất là trẻ trung nha các chị nhá, mã 680. Dạ đây ạ, hai chị đều là khách quý, chị nào chốt trước thì em chốt chứ, các chị có ai là em ưu tiên, em gọi là kỳ thị đâu, ai cũng yêu thương hết nhỉ. 680 chốt chị Hoa Thiên ạ, các chị phải tương tác lên thì phải chốt hàng nhanh nhá. Vâng, cảm ơn số điện thoại của chị Đào Nguyệt ạ. Mày làm gì? Không có gì. Màu đen nhá chị nhá, màu đen đơn giản đẹp này. Con này size L cho em nhá, size L này, bụng 78 đổ xuống nhá chị nhá. Bụng 75 đến 78 là vừa đẹp nhất này. Size L nhá, màu đen này. Kiểu dáng đơn giản thanh lịch nha các chị nhá. Mã 685 ạ, mã 685 size L cho em nhá. Bụng 75 đến 78 cho em nhá, mã 685 ạ. Họa tiết nhá chị nhá, họa tiết này free size nhá, họa tiết sang nhá chị nhá, free size cho em nhá, cạp chun ạ. Mã 686 nhá. Màu xanh navy nhá chị nhá, màu xanh navy này, mã 686 cho em nhá. Vâng, chị Hà Phùng vẫn chơi chiến thuật là thoát ra vào lại cho mạnh nhanh hơn ạ. Vâng. Nào, những chị nào vẫn còn đang hóng, vẫn còn đang thì hãy tương tác với em, hãy tương tác live stream với em chị nhá. Nào, cảm ơn các chị rất là nhiều. Cảm ơn các chị đã xem live đến cuối buổi bây giờ các chị nhá. Đó là bà Đỗ Lý đi ngủ đi, cứ thoát ra vào lại thế. Họa tiết nha các chị nhá, màu này rất là sang này, màu trầm sang, họa tiết hoa. Free size cho em nhá, cái này size L đổ lên nhá chị nhá, hoặc là các chị bo chun vào, chun thoải mái, rộng rãi thoải mái luôn nha các chị nhá. Đây họa tiết là đang rất là đẹp này, đứng gần các chị xem này. Free size nhá chị nhá, mã 687 ạ, mã 687 cho em này, 687. Tùy vào địa chỉ của các chị nhá thì mới biết là hàng nó sẽ đi về đâu và đến đâu cho nó nhanh các chị nhá, tùy vào địa chỉ ạ. Chị nào ở miền Bắc nhanh gọn thì thành phố thì tầm 2 đến 3 ngày là đến luôn các chị nhá. Ở các trung tâm thì từ 2 đến 3 ngày là đến, còn miền Nam thì sẽ lâu hơn một chút các chị nhá. Miền Trung miền Nam sẽ lâu hơn từ 5 đến 7 ngày. Cái này hàng hiệu chắc cực thích luôn này. Thì xin trong ngày. Con này chất denim nhá chị nhá, chất denim này, chất vải rất là mềm mà, rất là mềm mỏng. 687 cho chị Phạm Bảo Xuân ạ. Chất vải mềm mỏng cho em nhá. Con này size L đổ lên cho em này, size L đổ lên nhá. Bụng 90 ạ, bụng 90 đổ xuống nha. Size LXL mặc vừa cho em nhá, LXL bụng 90 đổ xuống ạ. Chất cực xịn luôn nha các chị nhá, chất rất là thích nè. Mã 689. Mã 689 nhá chị nhá, 689. Denim ạ. Ừ, denim mỏng mềm. Denim mềm với chị nhá. Vâng. Miền Bắc thì từ 2 đến 3 ngày tùy vào địa chỉ của chị nhá. Đấy. Còn một điều đặc biệt đó là chị nào ở Hòa Bình thì em ship ngay cho một nốt nhạc luôn. Thế kiểu sau live ship tận nhà luôn. À, miễn là Hòa Bình.
Quanh thành phố Hòa Bình các chị nhé. Họa tiết nha, con này họa tiết rất là sang này, đứng gần các chị nhìn nhá, họa tiết rất là sang. Đằng trước là cạp, hai bên hông là chun nhá, hông và đằng sau là chun. Free size nhá chị nhá, free size này, màu rất là sang nhỉ. Free size chun co giãn thoải mái nhá chị nhá. Mã 690 ạ, mã 690 này, 690 nhá chị nhá. Vâng, em chào chị Quý Lan, Quý Phan, chào chị Phong Lan. Vâng, chị Phạm Bảo Xuân lại thoát ra vào live cho nó nhanh hả chị? Vâng, thả tim tương tác nha chị nào tương tác đến cuối live mà nhiều tương tác thì em sẽ tặng một phần quà nho nhỏ kèm theo đơn chị nhá. Tặng một phần quà theo đơn của các chị ạ. Mai chuyển đi Hòa Bình ở? Ý giời, chị lên Hòa Bình ship cho một tốt nhạc luôn. Đấy, lại còn được trai đẹp ship tận nhà rồi các chị nhá. Em chào chị Hà Xuyên. Chị có thể về mình ở cạnh nhà em cũng được. Để em rất thích có cái quần chất kiểu này nhé. Chưa đi mua không có. Em này size S cho em nha chị nha, size S này. Em lại thích mặt gọn gọn như này. Size S nha, bụng 70 đổ xuống nha chị nhá. Bụng 70 đổ xuống size S màu đen đơn giản nha chị nhá. Mã 692 ạ, mã 692 size S cho em nha. 692 size S ạ. Dạ vâng. Chị inbox địa chỉ mới nhá, nếu mà mai có cần em gọi điện không chị Phạm Bảo Xuân, hay là mai chị inbox địa chỉ rồi em chỉ việc gửi thôi. Của chị Phạm Bảo Xuân hiện tại được 4 cái thôi nhá. Đó. Những cái con siêu phẩm, những con đẹp là thường là phải để cuối like nhá chị nhá. Cái này nó bị rau chun, cái này rất là đẹp này nhưng mà nó bị rau chun. Chỉ nào mua thì phải về làm lại cái chun nhá. Về chạy lại cái chun mất 10.000, 20.000 thôi. Cái này nó là dáng free size đấy, free size. Xếp xếp ly phần này nhá. Phần dưới không xếp ly, cái này rõ chun rồi. Chị nào lấy về thì sửa chun hộ em nhá. Cái này 150 đấy ạ. Mã 694 nhá chị nhá, họa tiết cực sang. Con này sửa chun và mặt rất là đẹp này. 694 ạ, 694 nhá chị nhá. Free size ạ. 694 các chị nhá. Em chào chị Ngân Nguyễn. Vâng, chào chị Nồi Cơm Di Động. Không phải gọi đâu. Ok liền. Mai chị inbox địa chỉ sang để mai em ship luôn chị nhá. Cảm ơn chị rất là nhiều. Đánh dấu vào đây. VOK. Đấy. OK. Rồi. Em ơ chị Phạm Trung thoát ra vào lại thế. Vâng. Em bật từng cái. Kiểu sao cứ một kiện. Size S nha các chị nha, size S con này rất là đẹp này, chị nào vừa chốt luôn hộ em đi này. Rất là đẹp nhá, kẻ caro cực xinh luôn. Size S bụng 70 đổ xuống cho em nhá, bụng 70 đổ xuống mặc vừa này. Quá đẹp luôn nha các chị nha. Mã 695 ạ, à. Mã 695 size S cho em nhá, 695 size S ạ. Ô ô ô ô. Mấy giờ đi? 10 giờ 10. Vâng. Không sao chị nhá. Vâng, em biết rồi chị Thanh Huyền ạ. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Nào, các chị tương tác một chút đi các chị. Vừa thấy xả cái mất động lực like quá. Mất động lực like quá, các chị cho em ít tương tác thả tim cho nó có động lực các chị ơi. Cho em xin ít tương tác thả tim với cả ấy. Comment cho có động lực like nào. Đâu nào. Trên là chun đấy. Sao không xếp đều ra ra? Cái xếp của một loại nó không. Free size nhá chị nhá, free size dáng dài này. Thoải mái luôn nha, cái này thoải mái luôn. Bụng 90 đổ xuống cũng vừa nhá chị nhá. Bụng 90 đổ xuống cũng vừa này. Thế thôi em. 90 đổ xuống nhá. Mã 693, mã 693 nhá chị nhá. 693 này, free size cho em nha. Mã 693 ạ. 63. Vâng. Em chào chị Trần Ngọc Lan. À chào chào cô Trần Ngọc Lan. Vâng, chào chị Thí Linh. Vâng, chào các chị. Vâng, cảm ơn chị đã tương tác đến tận bây giờ các chị nhá. Vâng.
tương tác một chút các chị, cho một chút động lực để like nào. Cảm thấy đang hơi mệt mỏi các chị nhá, hơi lười rồi. Con này size L cho em nhá chị nhá, size L XL mặc vừa này. Bụng 80 đổ xuống nhá chị nhá, L XL mặc vừa này, bụng 80 đổ xuống cho em nhá. Mã 691 ạ, mã 691. 691 nhá các chị nhá. Em chào chị Thương Trần. Vâng, chào các chị, chào tất cả các chị em nha. Em vài con siêu phẩm với các chị nha. Thả tim nào các chị, thả tim cho sôi động rồi các chị ơi. Có ai đó vừa mới inbox. Chị Hương đang thả tim. Quá đẹp luôn, nhanh tay chốt cho em nhá. Mấy em siêu phẩm mới like cho các chị này. Con này free size nhá chị nhá, free size. Thoải mái luôn nhá, eo chun, cặp chun nhá chị nhá, free size này. Mã 696 nhá chị nhá, mã 696 free size nhá chị nhá, 696 ạ. Đẹp quá là đẹp luôn. Siêu phẩm. Đấy, siêu anh hùng thường đến cuối cùng các chị nhá. Và siêu phẩm sẽ lên sau cùng. Không có size nhỏ à? Có size nhỏ thì free size tức là SML mặc vừa chị nhá. Nó là chun hết thế nên là SML mặc vừa chị ạ. Free size đó. Cái này đẹp như này mà các chị không ai chốt này đẹp này. Đấy chuẩn. 696 cho chị Hà Phùng ạ. Đẹp như thế em không chốt thì ơi phí. Free size nhá chị nhá, em này free size cho em này. Mã 697 ạ, 697 cặp chun nhá, free size nhá chị nhá. Màu quá đẹp luôn này, đẹp xuất sắc luôn. Mã 697 nhá chị nhá, 697 ạ. À. 697 nhá, siêu xuất sắc luôn, siêu hoàn mỹ luôn. Em chào chị Tôm Tép. Chào mượn thế chị ơi. Siêu phẩm lên cuối cùng để chị vào làm vài cái cho bên em nào. 170 một cái chị nhá. 170 một cái. Đẹp luôn này. 697 cho chị Hồng Phan. Vâng. Free size nhá chị nhá, free size mở đi đây. Vâng, free size. Đẹp đi mát. Nhưng con cuối cùng này con nào cũng đẹp, các chị nhanh tay chốt cho em nhá. Mã 698 ạ, à. Mã 698 free size nhá chị nhá. 698 free size này. Quá đẹp luôn. Sáu chín bảy à? Sáu chín tám à? Chị Tôm Tép mang chậm thế. Free size cho em nhá, những con này toàn free size thôi, cặp chun nhá chị nhá, cặp chun này, kẻ rất là đẹp nhá, chân dài miên man luôn. Free size nhá chị nhá, mã 700 ạ. 700 free size cho em nhá chị nhá. Một kẻ rất là trẻ trung nhá, mã 700. Quá đẹp luôn. Trời ơi, 700 và vừa nãy mã với hai mã vừa nãy đều rất là tuyệt vời các chị nhá. Thế vài ba cái cả. Đó. Trời ơi, siêu phẩm đẹp giấy. Chị kẻ mạng chậm 700. Đúng không? Vâng, 700 cho chị Lã Hường nhá. Chị phải ghi hẳn. Con này xếp ly rất là đẹp luôn này. Cục đẹp luôn nhá, nhìn bên ngoài đẹp hơn nhiều nhá các chị nhá. Xếp ly và các bạn tiếp nó rất là đẹp này. Rồi, xinh cực kỳ luôn. Free size cho em nhá chị nhá, free size này. Mã 701 nhá chị nhá, 701 free size. Quần váy xếp ly nhá chị nhá, quần váy xếp ly, quá đẹp luôn này. Mã 701 ạ. 701 các chị nhá. Xếp ly rất đẹp luôn đấy, thằng chị Lê Hoàng Phượng ạ. Vâng, những siêu phẩm sẽ để cuối cùng. Đó. Chưa biết mã là thấy mọi người chốt được không? Đẹp, em họa tiếp. Đẹp quá chứ. Quá đẹp. Ai chà? Không hót đấy. Ai đi vô à? Quần xếp ly nhá chị nhá. Kiểu quần bom bom Alibaba này. Con này mặc cực chất cực chơi luôn.
chị nào dáng cao cao một chút mà rất là đẹp nhá. Rồi là mốt. Nhìn hơi bị mốt rồi các chị ạ. Con này à, chun thoải mái nhá chị nhá, chun thoải mái luôn này. Mã 702 nhá chị nhá, mã 702 ạ. 702 quần Alibaba cho em nhá, 702. Alibaba xếp ly nhá các chị nhá. Cả. Alibaba xếp ly, hơi bị mốt luôn. Em chào chị Vũ Thị Khánh Chi ạ, cảm ơn các chị đã xem live đến tận bây giờ. Em chào chị Nguyễn Loan nhá, làm vài cái đi chị ơi. Những chiếc cuối cùng này sẽ là những chiếc cực kỳ tuyệt vời và cực kỳ đẹp dành cho các chị nhé. Cô đi đâu vậy? Hả? Đi lấy cái sản phẩm. Vâng, em sẽ ngồi cho đỡ chống hình các chị nhé. Dành cho đỡ chống hình các chị chờ một phút, à một chút đi, quên. Chờ một chút nhé. Em chào chị Loan Nguyễn, chào chị không tên. Vâng, chào tất cả các chị đến sau nhá. Giờ sẽ là giờ để lên siêu phẩm ạ. Vâng. Hàng hiệu Nhật nhá chị nhá, hàng hiệu Nhật này. Con này tông màu xanh bạc hà sẫm ạ. Size SML mặc vừa cho em nhá, SML mặc vừa này. Hàng hiệu của Nhật nhá, chất cực xịn luôn nhá chị nhá, chất cực xịn luôn này. Mã 703 size SML cho em nhá, SML mã 703. Cực đẹp luôn nha, cái này các chị mặc đi làm đi chơi ok hết cho em này. 703 nhá, con này cạp, phối cạp và chun. 701 chốt cho chị Luyến Đào ạ. Chị Luyến Đào Hòa Bình thì phải. Chị cần ship thì em sẽ ship đến tận nơi chị nha. À 701 chứ. 701 chốt chị Luyến Đào ạ, nhầm. Đấy có một. Mua là cái nào đấy? Cái Alibaba này thì phải. Đúng không? Cái này là 702. Cái 701 cơ. 701 là nào kìa? Không phải, Alibaba 702. 703 chốt cho chị Nguyễn Thu Hương ạ. À. Vâng, nhanh quá là nhanh. Bảy không một là cái nào nhỉ? Màu đen đơn giản này, đẹp chưa các chị? Con này size M size L mặc vừa cho em nhá, bụng 80 đổ xuống này, size M L mặc vừa, nó chỉ có một bên túi thôi, bên này không có nhá, hàng Nhật nó hay thiết kế như vậy, hàng hiệu của Nhật nhá các chị nhá. Size M L bụng 80 đổ xuống này, bụng 75 đến 80 là vừa đẹp nhất đấy chị nhá. Mã 699 ạ. Mã 699 nhá chị nhá, 699 ạ. Màu đen nhá, con này màu đen. Vâng, cái 701 của chị Luyến Đào màu gì nhỉ? 699 chốt cho chị Hà Nguyễn ạ, vâng. Này một em hàng hiệu của Nhật nhá, em này size S, size M mặc vừa này. Chị Hà Nguyễn inbox qua nick Facebook này nhá chị nhá. Size SM mặc vừa cho em nhá, size SM mặc vừa này, hàng hiệu của Nhật nhá các chị nhá. Màu xanh navy quá đẹp luôn này. Size SM ạ, à, bụng 80 đổ xuống cho em nhá. Con này bụng 80 đổ xuống này, cạp phối chun nhá, size L cũng con che này nhá các chị nhá. Mã 704 nhá chị nhá, 704 này. 704 cho em nhá chị nhá. Xếp ly họa tiết màu hồng hồng. Đấy, cái lúc mà kêu đẹp, các chị khen đẹp này. À. Đây đúng không ạ? Đây đúng không chị? Bảy không bốn cho chị Hà Nguyễn ạ. Hoa to, bởi hoa nhí, hoa đại. Mã 707 ạ.
Vâng, em chào anh Miền Quang. À, chào chị Miền Quang nhá. 707 ạ. Hoa Hoa Đại và đây mã 707 các chị nhá. Em này màu ghi nhá chị nhá, màu ghi này, màu ghi xám lông chuột. Con này size S cho em nhá, size S size M mặc vừa này. Mã 708 đó chị nhá, 708 mặc cái phần trong cùng. Đây, dáng dài đây chị nhá. 708 đó chị nhá. Mã 708 ạ. À, lại vào hình cho đã chấm hình. Yeah. Quần xếp ly nhá chị nhá, quần xếp ly màu đen rất là đẹp này. Em chào chị Hoa Mít. Chị chưa ngủ à? Quần xếp ly nhá chị nhá, quần xếp ly màu đen siêu đẹp luôn này. Free size cho em nhá chị nhá, free size ạ. À. Mã 706 ạ, à. Mã 706 nhá chị nhá, 706 free size. Quần xếp ly màu đen nhá chị nhá, mã 706 ạ. À. Vâng, em chào chị Phi Huyền ạ. À. Vâng, chị vào muộn thế. 706 chân à, quần cút lót xếp ly đen các chị nhá. Bao đẹp luôn. Đây ạ. À. Đó, bao đẹp luôn. Bảy không sáu cho chị Hà Phùng ạ. Vâng, nghe chào chị. Còn nhiều không ạ? À? Em buồn ngủ lắm rồi. Còn mấy con siêu phẩm nữa thôi ạ. À. Chỉ lên siêu phẩm thôi nhá chị nhá. Em của chị Hằng bao nhiêu? 70 ạ. À, 70 đổ xuống. Em mặc size S nhá chị nhá, em mặc size S. 70 đổ xuống. Đẹp chưa? Con này size S, size M mặc vừa nhá chị nhá. Bụng 72 đổ xuống cho em này. Bụng 72 đổ xuống nhá, cột nơ này, hoa nhí cực xinh luôn này, đứng gần các chị xem này. Quá đẹp luôn nhá. Size SM mặc vừa cho em nhá, bụng 72 đổ xuống ạ. Mã 705. 705 nhá chị nhá, mã 705. Vâng, 705 các chị nhá. Con này mặc chân dài miên man luôn. Con này là hoa nhí, là kiểu hoa mẫu đơn. Size navy, hoa nhí trắng ạ. Chỉ còn vài cái siêu phẩm thôi các chị nhá. Em chào chị Lã Hương, chào chị Thương Hà. Em sẽ lên vài các siêu phẩm nữa nhá các chị nhá. Vài các siêu phẩm. Ngủ gật rồi mà vẫn muốn xem. Vâng, 705 chốt cho chị Kiều Lan đuôi 372 chị nhá. Ủa, mày thế. Em chào chị Hải Đường, chào chị Hoa Cỏ May ạ. Vâng, ồ. Toàn các quý vào muộn thế này. Ui da. Hít thì hỏng thảo. Con này có túi nhá chị nhá, có túi này. Size M, size L mặc vừa cho em nhá. Con này size M này, bụng 75 đổ xuống nhá chị nhá. Bụng 75-76 đổ xuống này. Size ML cho em nhá. Size ML hoa nhí cực đẹp luôn. Túi nhá các chị nhá, hai túi ạ. Cực xinh. Mã 709 nhá chị nhá. Mã 709 này. Bụng 76 đổ xuống nhá. Con này bụng đẹp nhất là bụng 73-76 ạ. Mã 709. 709 các chị nhá. Em chào chị Diễm Nguyễn Hồng. Vâng, chào chị Giang Thương. Chào các chị, chào chị Hoa Cỏ May, chào chị Hải Đường nhá. Các chị vào sau tương tác với em một chút đi, tương tác một chút ạ. Em sẽ lên vài siêu phẩm nhá các chị nhá. Ừ. Em chào chị Thủy Nguyễn. Muộn đấy chị ơi. Hoa nhí con này size SM cho em nhá, cặp chun nhá. Bụng thoải mái, con này bụng thoải mái, size L cũng vừa. Size L cũng vừa nhưng mà cái form này size SM là mặc vừa nhất ạ. Cặp phối chun, hoa cực xinh luôn. Cái này các chị phối với áo màu xám, màu trắng này, cực đẹp luôn ạ. Free size SML mặc vừa nhá chị nhá. Mã 688 ạ. 688 free size cho em nhá chị nhá. Mã 688. Mai lên gì nhỉ? Mai lên zoom nhá. Zoom. Zoom dài, zoom ngắn. Ở đây có cái gì này?
Đây, mình lấy thứ. Mã 688 thêm em nhé chị nhá. 20 giờ tối mai em lại lên Zoom nhá chị nhá. Lên Zoom dài, Zoom ngắn nhá. Chủ yếu là Zoom dài và Zoom ngắn ạ. Còn đẹp hơn nhá các chị nhá. Màu sắc, họa tiết hay là trơn đều có hết nhá. Dáng dài, dáng ngắn đủ cả. Vâng, Zoom các chị nhá. Em mới gọi là Zoom hay gọi là đồ bay đó các chị nhá. Áo liền quần nhá. Đồ bay các chị nhá. Chị Huệ Quách đã nhắn tin. Con nên chào các chị nào. Có nhắn tin con nick nào đấy? Nick Hằng Phương Hòa Bình. Nhắn con nick Phương Hòa này rồi. Em này siêu dài. Chị nào không thích thì cắt ngắn thì cũng được nhá. Không để này đi quá cao chân nó dài. Size L nhá chị em này, size L mặc vừa này. Bụng 78 đổ xuống cho em nhá. Màu ba trầu ạ, size L. Chị nào không thích cắt ngắn đến tầm tầm này là vừa này. Là đẹp này. Chị nào mét 6. Chị nào mét 6 đổ lên thì mặc cực đẹp luôn. Mã 683 nhá chị nhá, mã 683. À, vâng, cảm ơn chị Hoa Quách. Huệ Quách. Huệ Quách. Sao từ Hoa Quách. À, em thông báo lịch live tối mai nhé, 20 giờ tối mai em lên đồ Zoom nhé các chị nhé. Zoom ngắn, Zoom dài, áo liền quần đấy các chị nhé. Áo liền quần đủ các kiểu dáng này, các chị đi chơi hay đi làm cũng có hết ạ. Em mệt rồi. Tạm dừng buổi live ngày hôm nay ở đây nhé các chị nhé. Vâng, cảm ơn các chị đã theo dõi và ủng hộ. Chúc các chị ngủ ngon. Hẹn gặp lại các chị 20 giờ tối mai nha. Hôm nay các chị nào chốt đơn từ 5 chiếc trở lên chuyển khoản trước sẽ được receipt nha các chị nhé. Vâng, cảm ơn các chị. Chương trình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các chị vào tập 2 vào ngày mai các chị nhá. Vâng, chương trình sẽ còn tiếp diễn vào ngày mai. Sau khi các chị xem xong thời sự các chị nhá. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Chúc các chị ngủ ngon ạ. Vâng, chào các chị. Tay chiên.